Đỗ Đức Hiền chúc quý vị một buổi sáng tốt lành. Hiện nay là buổi sáng ngày mùng 7 tháng 11 năm 2016 và chúng tôi đang lắp chiếc sập 15A lên. Chiếc sập này đã được quay trong cái lúc mà làm phần mộc và cách đây chừng độ 2 tháng và ngày hôm nay chúng tôi đang soạn để chỉnh trang để đưa lên đường. Và chiếc sập này thì ngày hôm qua là có các bác từ Hương Canh Vĩnh Phúc đã về đăng ký. Còn hiện nay thì chúng tôi đang ngả một chiếc mặt sập khác bằng gỗ cẩm lai một lá do một khách hàng ở Hà Nội bác đã đăng ký chiếc sập này rồi. Thì đây là cái hình ảnh mà chúng tôi quay lại lưu lại để làm kỷ niệm thôi. Bởi vì là như lần trước tôi đã thuyết minh là cách đây chừng độ nửa năm là chúng tôi đã mua được cái cây gỗ với cái vân đặc biệt gọi là gỗ vụ Vân Mun. Đây là gỗ vụ Gia Lai Vân Mun và cái loại vân như thế này thì vô cùng là hiếm. Bởi vì là nếu có một số cái dòng gỗ hương đá Vân Mun chúng tôi thì vân nó cũng đẹp, nhưng mà nói gỗ vụ vân như thế này thì vô cùng hiếm và chỉ được có mỗi 3 chiếc mặt 1m6 mà thôi. Trong đó là chiếc sập 15, số 15 thì đã về Cầu Lão, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Và tiếp theo đây là chiếc sập 15A là về Hương Canh, Vĩnh Phúc. Như vậy là trong cửa hàng hiện nay chỉ còn một chiếc mặt nữa, là hôm trước tôi có giới thiệu là chiếc sập 15B. Thì sau cái đợt này lúc nào có thời gian thì tôi sẽ dựng nốt chiếc 15B lên. Thì cũng có cái sắc vân cũng y như thế này. Vậy là chiếc sập 15A và 15A đã lên đường. Và đây chỉ là những hình ảnh lưu niệm lại để gọi là khoe với quý vị mà thôi. Và báo cáo quý vị là hiện nay thì trong cửa hàng chúng tôi, đây như quý vị nhìn thấy đây, lúc nào cũng có 50-70 chiếc sập. Và cả một cái sàn 200m này để lắp đầy sập đây nhưng cũng không ăn thua gì. Hầu như vẫn đang phải để dựng đứng. Đây chiếc sập đây là chị Mai cũng ở tỉnh Vĩnh Phúc ta đăng ký, thì đăng ký chiếc Mai VP đây. Còn trong này là chiếc sập cẩm lai một lá với kích thước là 1m92 x 2m35, cũng là một trong những cái hàng khủng. Còn bên trong này là chiếc sập hương đá Vân Mun của anh Linh ở Thanh Hóa đã ký đây. Tí nữa thì chiếc sập này sẽ lên đường và clip này cũng rất ngắn thôi để cốt là lưu lại một chút hình ảnh để nếu quý vị mà có thấy là đẹp và có nhu cầu một cái tương tự thì như vậy là báo cáo quý vị là chúng tôi vẫn còn một chiếc là 15B tương tự với chiếc này. Còn sau chiếc 15B này thì cũng chưa nói trước được là có làm được tiếp hay không, bởi vì nguồn gỗ vụ hiện nay cũng đã coi như cạn kiệt rồi. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau.